Chào đón các bác trở lại với ô tô 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Em Sường lại lên sóng để gửi tới các bác một chiếc xe vừa về tới cửa hàng. Đó là một chiếc xe của hãng Mazda CX-5 với năm sản xuất 2018 bản 2.5 một cầu. Ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu kem. Một chiếc xe với nội thất màu kem rất là hiếm gặp ở CX-5 các bác nhé. Với từng chi tiết của chiếc xe thì với nước sơn zin còn đến 95% và mọi chi tiết góc cạnh thì còn là nguyên bản, chưa phải thay thế hay chưa phải tuốt tát lại một chút nào các bác nhá. Các bác quan sát trên màn ảnh để chúng ta đánh giá chiếc xe qua màn ảnh trước khi qua bên Auto 62 xem thực tế chiếc xe với những tính năng an toàn của bản 2.5 thì đã được nhà sản xuất trang bị rất là nhiều những tính năng an toàn như là cảm biến trước sau hoặc cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù chân gương các bác nha. Như các bác đang quan sát thì từ lốp hay là răng hay mọi chi tiết góc cạnh thì còn rất là mới và còn rất là xịn sò, và mọi cái là còn theo xe các bác nha. Và cho đến từ nội thất, với nội thất màu kem thì khi ta bước vào khoang lái của chiếc xe, vào nội thất của chiếc xe là nó toát lên một vẻ rất là sang trọng và lịch sự các bác nhé. Và cho đến mọi chi tiết góc cạnh từ vô lăng hay đấm số hay là ghế da hay trần phào, mọi cái thì là còn rất là mới, mà với anh chủ trước đi rất là giữ gìn các bác nhé. Từ ghế trước, ghế sau, từ hàng ghế thứ hai này còn vô cùng là xuất sắc. Thật sự là một chiếc xe rất mới và với anh chủ đi rất là giữ gìn, với km zin là hơn 3 vạn các bác nhá. La răng thì cả 5 quả chưa hề có một vết xước sáp. Và sơ cua thì chưa hạ các bác nhá. Từ phần đuôi xe thì các bác quan sát trên màn này để đánh giá. Về cái nước sơn zin thì nó còn rất là đẹp, nhìn quan sát chiếc xe nó rất là nổi bật các bác nhá. Chiếc xe này thì cũng được trang bị là cốp điện rồi các bác nhá. Và cho đến đi vào khoang sâu của chiếc xe để đánh giá chiếc xe, và cho đến từ lốp sơ cua thì cũng còn là nguyên, chưa hạ các bác nha. Và với bản 2.5 thì đã được trang bị một dàn loa bầu rất là âm thanh, rất là xịn sò các bác nha. Và với rất là nhiều những tính năng an toàn của nhà sản xuất. Và mời các bác đi vào khoang máy để đánh giá chiếc xe. Với một năm sản xuất 2018, xe lăn bánh hơn 3 vạn km thì là một chiếc xe còn rất là mới mà rất là xịn sò. Như là từ cabo hay là mọi chi tiết góc cạnh bên trong khoang máy thì quý vị và các bạn quan sát để trải nghiệm chiếc xe. Thật sự là một chiếc xe rất là mới. Với anh chủ trước rất là giữ gìn chiếc xe từ mọi chi tiết góc cạnh. Từ những con ốc nhỏ nhất hay là mọi chi tiết góc cạnh như quý vị quan sát trên màn này. Thì chúng ta sẽ đánh giá và trải nghiệm được chiếc xe. Và chiếc xe thì đang được chào bán bên em với mức giá là ngoài 700 triệu các bác nhé. Với năm sản xuất 2018, xe lăn bánh hơn 3 vạn km mang biển số thành phố, đã được bên em rút hồ sơ về tới Hà Nội. Và chiếc xe này cũng được hỗ trợ trả góp lên đến 7% các bác nhé. Tổng giá trị xe và cam kết là không đâm va, không ngập nước, máy móc kêu chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản. Mọi chi tiết thắc mắc thì các bác hãy liên hệ với em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em Trường sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị.